Xin chào mấy anh chị đến với kênh Ve Chai miền Tây của em. Hôm nay là ngày 7 tháng 3 2022 ha. Em lên một số mã đồ xưa như sau. Đầu tiên là cái ché lái thiêu nha, chiều cao là 35 cm, cái màu vàng rất là đẹp. Đây, màu vàng rất là đẹp nha mấy anh chị. Đó, đắp nổi nha, sông long nè, con rồng đắp nổi rất là đẹp. Tình trạng của nó bị thẩm mỹ một quai thôi nha. Cao 35 thì cái này cũng không gọi là nhỏ quá, cái này cũng cái ché vừa, không mini như hổm gài mấy cái em quay trước. Em có cái quay trước là khoảng 30, cái này là 35. Em giao lưu cái ché này với giá là 1 triệu đồng cho một cái ché mã số 1. Mã số 2 tiếp tục có ủi bằng đồng cho những anh chị nào hôm nay chưa mua được nha. Cái bằng ủi bằng đồng này 9 lỗ, nặng 1,7 kg, nặng 1,7 kg lận nha. 9 lỗ, em giao lưu cái bằng ủi bằng đồng mã số 2 với giá là 700 ngàn cho bằng ủi bằng đồng mã số 2. Tiếp theo là có hộp trà. Hộp trà này bằng chì, cái hộp trà bằng chì, ở dưới có mọc luôn nha mấy anh chị, có mọc luôn nè. Cái hộp này dùng để đựng trà, có khắc chữ trên đây luôn nè. Đây, bằng chì nha, em giao lưu cái hộp trà bằng chì mã số 3, chiều cao là 14 cm, với giá là 350 ngàn, 350 ngàn cho cái hộp chì. Tiếp theo là mã số 4. 4 cái dĩa phụng thư Nhật, mỏng nha mấy anh chị, đường kính của nó là 13 cm, đường kính của nó là 13 cm. 4 dĩa phụng thư Nhật lành, em giao lưu với giá là 750 ngàn, 750 ngàn cho 4 cái dĩa phụng thư Nhật. Mã số 4 nha. Tiếp theo là mã số 5, 5 cái dĩa Nhật luôn, đường kính cái này đường kính 14 cm. Đây có chữ Made in Japan, cũng mỏng lắm nha mấy anh chị, mỏng thấu quang nha mấy anh chị. Mã số 5, 5 cái đều lành hết nha, 5 cái lành hết luôn. Em giao lưu với giá là 900 ngàn cho 5 dĩa Nhật mã số 5, đường kính là 14 cm. Tiếp theo là mã số 6, có 4 cái bát rồng vắt bắt con thôi nha, đường kính là 13 cm, rồng mắt ếch nè. Đó, cốt này là cốt đất nha mấy anh chị. Đây, rất là lạ ha. Em giao lưu bát, 4 cái bát mã số 6 này với giá là 350 ngàn, 350 ngàn cho 4 cái bát rồng vắt. Mã số 6. Mã số 7, 6 cái chén chuẩn cổ nha, hàng này hàng chuẩn cổ nha mấy anh chị. Đây, cái bông bên ngoài nè, đó, hàng tàu, hàng này trên 350 nha. Đó, dành cho những anh chị nào sưu tầm, thích sưu tầm nhiều mẫu mã. Cái xước chỗ này nữa, cho những anh chị sưu tầm nhiều mẫu mã giá rẻ lại có tuổi có niên đại luôn. Đó, 6 cái em giao lưu 6 cái mã số 7, chén tàu mã số 7 này với giá là 350 ngàn luôn nha, 350 ngàn luôn nha mấy anh chị. Tiếp theo là mã số 8. Đây là mã số 8, 4 cái chén tàu rất là lạ. Đây, lạ lắm, tình trạng của nó có tóc gì nha mấy anh chị, có tóc nha. Cái này là cái thứ nhất, đây là cái thứ hai, đơn giản, quả tiết đơn giản nhưng mà lạ nha. Đó, 4 cái bị xước cái này chút. Cái này giống như vẽ cái phong cảnh nè, giống như sơn thủy hữu tình gì bên đây nè, mà trên gốm tàu nha, là có bị xước như vậy. 4 cái 4 kiểu khác nhau. Mã số 8 này, 4 cái chén tàu mã số 8 này em giao lưu giá là 350 ngàn luôn nha, 350 ngàn cho 4 chén tàu mã số 8. Tiếp theo mã số 9, có ống đũa lái thiêu màu, hoa bướm rất là đẹp nè mấy anh chị ơi. Hoa bướm, đây còn bướm, hoa còn rất là đẹp, già đồ, rất là già đồ nha. Tình trạng của nó là lành, tình trạng của ống đũa này là lành. Mã số 9 với giá là 1,3 triệu, 1,3 triệu cho cái ống đũa lái thiêu màu mã số 9. Tiếp theo là mã số 10, có cái sửng én liễu. Cái sửng này á, là nó còn thêm 2-3 cái nữa mình sẽ chắc chồng lên, và có một cái nắp bên trên. Nhưng mà cái này em có một cái sửng, có một ngăn sửng một thôi. Én liễu, đây én liễu màu, con én đẹp quá luôn, phía sau nó có mờ hiệu lò nè. Đó,
làm tích hết luôn. Bên trong nó có viết cái chữ gì thôi. Em giao lưu cái sửng én liễu này với giá là 2.6 triệu, 2.6 triệu cho cái sửng én liễu mã số 10. Tiếp theo là mã số 11, có một cái tô, tô tàu đường kính 15.5. Tình trạng của nó có tóc một đường, có tóc thì có dặm sơn. Trên cái vành này nè, nó có dặm sơn nhẹ tí xíu trên cái viền vành này nè. Chứ chỗ này nó có tóc nhẹ nè, mấy anh chị không? Nó tóc nhẹ một đường vậy nè, ở bên trong nè, ở bên ngoài tóc nhẹ một đường bên ngoài nhìn rất là khó thấy, nhưng bên trong người ta sợ thấy nó màu đen đen, người ta dặm sơn chỗ này thì nó tóc nó không mất thịt nha. Đây, có hiệu lộ luôn. Em giao lưu cái tô mã số 11 này, tô tàu mã số 11 với giá là 450.000. 450.000 cho cái tô tàu mã số 11. Tiếp theo là mã số 12. Siêu hiếm luôn. Một cái dĩa lái thiêu. Một cái dĩa lái thiêu vẽ sơn thủy và mini. Đường kính là 12.5, rất là đẹp mà nghe mấy anh chị. Em giao lưu cái dĩa này với giá là 900.000. 900.000 cho cái dĩa lái thiêu màu tích sơn thủy hữu tình. Mã số 13 là có dĩa màu. Chữ này là như là chữ hỷ gì đó. Sông hỷ. Đây, rất là đẹp. Sáu cái dĩa màu. Sáu cái dĩa màu rất là đẹp luôn. Tình trạng cái dĩa này 70 năm rồi, thành ra tình trạng nó có sức nhẹ men thôi nghe, không đáng kể mấy anh chị. Sáu cái dĩa hỷ màu, sông hỷ màu này. Mã số 13. 6 dĩa sông hỷ tàu mã số 10 màu. Mã số 13 này em giao lưu với giá là 500.000. 500.000 cho 6 dĩa hỷ màu. Tiếp theo là mã số 14. Là một cái bình trà vẽ cái hoa phù dung, bình lái thiêu nha, vẽ hoa phù dung rất là đẹp. Có nắp luôn. Tình trạng cái vòi nó có sữa, cái vòi nó có sữa chỗ này. Mã số 14 em giao lưu với giá là 450.000. 450.000 cho bình trà mã số 14. Mã số 20 này cũng ít gặp nào mấy anh chị ơi. Ủa lộn, mã số 15 đường kính 20, em coi lộn cái đường kính của nó. Quay từ cái cho mấy anh chị cô bác coi nha. Thường thường con và gà, mấy anh chị thấy nó vẽ rất là đơn điệu, con gà với cái bông hoặc là có con gà không, không có hình ảnh gì hết. Còn riêng cái dĩa này là con gà cây chuối, trong hơn 10.000 cái dĩa em lựa ra được 6 dĩa con gà cây chuối như vậy. Cái này dĩa cây chuối cho con gà, gọi là gà chuối nha. Đây. Đó. Nó lạ là lạ gì đó. Nó vẽ gà chuối không? 6 cái dĩa gà chuối. Đây, rất là đẹp. Nè, gà với cây chuối đây, 6 dĩa gà chuối này. Em giao lưu với giá là 500.000 cho 6 dĩa gà chuối mã số 15. Mấy anh chị nào ủng hộ em thì liên hệ với số điện thoại là 0948851135 hoặc là 0374619838 nha. Cả hai số điện thoại đều có Zalo hết nha mấy anh chị. Đơn 500.000 em sẽ bao ship, đơn dưới 500.000 em không bao ship. Khách mới là cọc 200.000 mới cho hàng đi nha. Có mấy anh chị mà không chịu cọc ngược lại chửi em của em cũng không cho hàng đi đâu nha. Đây, tiếp theo là mã số 16. Một cái bình tứ diện. Một bình bông tứ diện vẽ áo dài, tà áo dài vẽ hình như là ba miền luôn á mấy anh chị ơi. Nè, vẽ ba miền. Đó, những cô gái mặc áo vải dài rất là đẹp thấy không? Đó. Em cho luôn cái bình biên hòa này, chiều cao của nó là 30 cm, chiều cao 30 cm, lành hết luôn nha. Em giao lưu với giá là 2.6 triệu. 2.6 triệu cho cái bình biên hòa tứ diện. Tiếp theo là mã 17 luôn, hot hit luôn. Mã 17 luôn hot. Cái này quá trời đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn nè mấy anh chị. Cái này đẹp xuất sắc luôn. Cái hôm qua hơi bị trơn tru ha, cái này thì quả tiết đầy luôn. Bàn ủi thời Nguyễn, cán cầm thôi cũng đủ xứng đáng đồng tiền luôn. Em giao lưu cái bàn ủi thời Nguyễn này với giá là 2.1 triệu. 2.1 triệu cho cái bàn ủi thời Nguyễn to nha, vừa to mà lại vừa đẹp nữa. 2.1 triệu cho bàn ủi thời Nguyễn. Tiếp theo là mã 18. Em có bộ trà men nâu. Bộ trà men nâu. Mã 18 em có một bộ trà men nâu đây.
về chăm trà uống luôn mấy anh chị ơi, có ba chung trà, bình trà và một cái dĩa men nâu luôn. Em giao lưu cả bộ trà này với giá là 400 ngàn cho bộ trà men nâu quả số 18, mã số 19. Có một cặp cổ bồng màu xanh coban rất là đẹp mà lại vô cặp luôn, cái này hiếm gặp lắm em, vô cặp luôn các anh chị. Chiều cao là đường kính của nó là 17.5 cm, đây một cặp luôn lành tích. Em giao luôn cặp cổ bồng miệng bèo luôn nha, với giá là 1.2 triệu, 1.2 triệu cho cặp cổ bồng mã số 19. Tiếp theo hoặc mã số 20 là một đôi cá treo tường, mã số 20 là một đôi cá treo tường rất là đẹp nha, cái này mình để trong nhà trồng chầu bàn là đẹp. Mã số 20 lành với giá là 400 ngàn, 400 ngàn cho cặp cá mã số 20, 400 ngàn cho cặp cá mã số 20. Tiếp theo là mã số 21, cặp bình sơn thủy, một cặp bình luôn, một cái sơn thủy màu, một cái sơn thủy trắng xanh. Em giao luôn cái cặp bình mã số 21 này với giá là 450 ngàn lành nha, 450 ngàn cho cặp bình sơn thủy lành. Tiếp theo là mã số 22, 5 cái tô chiếc yêu tàu. Em quay tình trạng từ cái cho mấy anh chị coi cho dễ nha. Đây mã số 22, cái tô này tô lớn nha mấy anh chị, tương đối lớn. Tình trạng nè, nó có bị xước như này. Cái thứ nhất. Đây là cái thứ hai. Cái thứ hai này cũng có tóc một đường như vậy. Đó, tóc hai đường chớ tóc như vậy nha mấy anh chị. Nói chung là 6 cái tô chiếc yêu này hình như là đã có tình trạng rồi. Đây là cái tô thứ ba. Đây tóc mờ một đường. Đây là cái tô thứ tư. Tình trạng nó có tóc mấy anh chị ơi, tóc nhẹ vậy ha, cũng tóc. Còn cái này nó rạn hết cái tô, nó rạn thời gian, nó diễn biến nó bị xước chỗ này một chút xíu. Em giao lưu 5 cái chiếc yêu tàu mã số 22 này với giá là 400 ngàn cho 5 chiếc yêu tàu mã số 22. Mã 23, em lên hai cái tô cô tô thành. Em quay tình trạng từ cụ thể cho mấy anh chị coi. Đây. Cái tô đầu tiên. Chàm này đẹp ha, sáng. Tình trạng bên trong xước một miếng như vậy nha. Đây, chỗ này bị tóc một đường như vậy là hai chỗ nè nghe mấy anh chị. Đường kính là 17 cm. Còn đây là cái cô tô thành thứ hai. Tình trạng của nó đây, tình trạng của nó mất một mảnh chỗ này, được làm lại. Em vô lưu hai cái tô cô thành mã số 23 này giá là 500 ngàn cho hai cô tô thành mã số 23. Mã 24 tiếp tục 10 chiếc yêu năm bộ, quay tình trạng cụ thể cho anh chị coi. Không làm mấy chiếc yêu năm bộ này lên là bán hết, bán hết. Đây cái đầu tiên. Cái đầu tiên à, xước chút xíu chỗ này thôi. Đây là cái thứ hai lành. Cái thứ ba lành luôn. Cái thứ tư lành. Cái thứ năm nó lành mà có được cái viền sô cô la nữa nè. Cốt của nó giống như bát sứ vậy. Đây cái này bị xước nhẹ chút xíu ở đây nha mấy anh chị. Đẹp lắm, rất là đẹp. 10 cái này xuất sắc luôn, khỏi chê. Có xước hai cái rất là nhẹ thôi, còn có được mấy cái viền sô cô la nữa nè. Ở cái cuối cùng cũng vô cùng đẹp. Em giao lưu 10 cái tô chiếc yêu năm bộ mã số 24 này với giá là 500 ngàn cho 10 cái tô chiếc yêu năm bộ mã số 24. Mã số 25 là một cái chén lông vắt. Cái chén này đường kính 11 cm thôi nha mấy anh chị, đường kính chỉ 11 cm thôi nha. Tình trạng có khờn chỗ này một chút xíu và te một đường như vậy. Te một đường như vậy. Em giao lưu cái chén lông vắt này với giá là 500 ngàn cho chén lông vắt mã số 25. Mã số 26 là một cái dĩa lông vắt. Đây là bộ dĩa lông vắt rất là đẹp, mã số 26. Tình trạng của nó là lành, đường kính là 15 cm. Em giao lưu với giá là 700 ngàn cho cái dĩa lông vắt mã số 26. Mã số 27 là một cái dầm
lông ẩn, một cái dầm lông ẩn. Tình trạng của nó tóc như vậy nè mấy anh chị, tóc như vậy. Chứ nó có bị làm đây tí xíu bên trong, bên ngoài thì không có. Đó, nó có tóc như vậy nha. Em cho lưu cái lò dầm lông ẩn này với giá là 700 ngàn cho mã số 27. Cuối cùng là 27, 28. Còn mã 28 nè mấy anh chị ơi. Đây là mã 28 là dĩa lá lập. Lá lập mà con chim đứng trên đầu ngọn cờ, mấy anh chị thử để ý coi, thường thường một cái dĩa lá lập, con chim này sẽ đứng dưới cái đầu ngọn cờ. Riêng cái dĩa này con chim nó đứng trên đầu ngọn cờ đây. Tình trạng nó có chăn chim như vậy nha, nó chăn chim như vậy nha mấy anh chị. Tình trạng chăn chim. Cái dĩa lá lập này em giao lưu với giá là 500 ngàn cho mã số 28. Và cuối cùng mã 29, em lên một cái dĩa lan thơ. Ủa, dĩa lan thơ. Đường kính của nó là 15 cm. Tình trạng của dĩa này lành, em giao lưu với giá là 650 ngàn cho cái dĩa lan thơ. 650 ngàn cho dĩa lan thơ nha. Mấy anh chị nào ủng hộ em thì liên hệ với số điện thoại là 0948851135 hoặc là 0374619838. Cả hai số điện thoại đều có Zalo luôn nha mấy anh chị. Mấy anh chị ơi, đơn 500 ngàn em mới bao ship, còn đơn dưới 500 ngàn em không bao ship nha. Với khách mới mấy anh chị thông cảm dùm cho em là cọc 200 ngàn em mới cho hàng đi. Ý là em cọc như vậy rồi đó, mà khi mà ra tới nơi rồi em cũng bị hàng hoàn về hoài. Bởi mấy anh không chị thông cảm cho em. Cước năm nay nó lên hơn 50% năm rồi nữa. Thành ra là mấy anh chị thông cảm dùm em nha. Ai mua đồ thì cũng muốn lấy, em bán hàng cũng rất là muốn bán, không phải là em không muốn bán đâu. Mà mấy anh chị nhiều khi mà mua trễ á, thì like em vừa up lên tầm khoảng 5-10 phút là em đã bán rồi. Rồi mấy anh chị điện lại đó là sao lần nào mà mua cũng bán rồi quay chơi hay sao em. Mỗi lần em quay cũng mệt lắm chứ bộ, đâu phải là em quay chơi đâu có không thời gian đâu mà em quay chơi. Có bữa nào em rảnh em quay sớm, còn có khi bữa nay như hôm nay nè, em bận tới giờ này em mới quay được. Bởi vì mấy anh chị thông cảm giùm cho em nha. Chứ những người nào mà dặn hàng em á, nhớ thì em sẽ gửi cho coi, cho em không có thời gian. Lúc nào em con nhỏ, em còn làm công việc khác nữa. Thành ra là có món nào em nhớ có người nào thì em sẽ quay người đó coi, cũng đừng trách em phần đó nha. Mong mấy anh chị thông cảm. Cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều.